Ok, chốt, okay, chốt. Đưa đi em. Bây giờ mình xin phổ biến lại luật chơi các bạn nhá. Mình xin phổ biến lại luật chơi. Đó chính là 4 bọn mình sẽ làm chiến binh. Và 12 bạn, các bạn sẽ đứng ngoài sân. Và từ đứa các bạn làm zoom, sẽ chém nhau. Để 12 bạn làm zoom hết luôn. Còn 4 bọn mình ấy, 4 bọn mình sẽ thủ ở đâu là tùy ý bọn mình. Nếu mà các bạn thắng 9 hiệp, nghĩa zombie mà thắng 9 hiệp ấy, thì buổi sau mình sẽ mặc váy live stream. Ok chưa? Nếu mà hai người làm zoom ấy thì trận đấy không tính. Bởi vì mẹ hai bọn mình làm sao thì nếu mà một người làm zoom ấy thì ok. Chứ còn quá hai người không tính. Đặt rồi. Ừ. Đặt kèo đâu đét luôn, đặt kèo đâu đét luôn. Ok, rồi đi em ơi. Vào đâu ấy. Em đéo game à. Vô đi. Một thằng cầm bom đi, một thằng cầm bom đấy. Rồi. Bom không, bom. Đó. Lúc đạn cơ mà. Rồi, biết rồi, biết rồi. Ôi giời ơi, tôi đã đi rồi. Đi rồi. Thế bé đi rồi đó. Này chơi cái đéo thì có 3 thằng à. Ừ, 3 thằng vẫn bắn chứ, đúng không? Rồi, em đi chém đi. Em đập tôi mà anh bắn chứ lo, em đập tôi mà anh quên à. Thôi mẹ. Chém đi. Nhân vẫn vào. Vào sao anh chơi được. Ok, xem bài được không? Thì vô đi. Này, đi qua này thằng tí đéo được. Này, nó thẳng đi qua nhanh. Thôi, cái này. Bắn đi. Tìm chơi giáo á. Bắn đi. Bắn chơi cho tôi cái gì? Đóng cái chéo cái gì? Là đang phải lộn à? Đuôi. Đây, phải có em rồi. Bọn này bật yếu quá. Ờ, mấy ông này. Mấy ông kia ra giữa đi, kết cấu bây giờ. Vô đây. Mấy ông kia ra giữa đây. Ui thằng nào lại còn xịt cái sên đây nữa. Mấy cậu mà không ngồi. Vô đây. Đi đâu? Mày gì mày vậy? Đem quay lượt. Con em bom đây. Mấy cậu. Ui mẹ này bắn cái đeo gì. Em làm chơi với cái kẹo rồi. Đẹp quá. Ôi có một bắn lẹ đây. Có lẽ có bị diệt nhiều máu rồi. Đéo bây giờ hai bạn thua mẹ rồi. Đéo được thì 4 người cơ. 4 người mẹ em rồi. Đéo được rồi. Em làm chân khó với đầu đúng không? Mì. Ôi mẹ em thì nghĩ là các bạn sẽ phải chát thành kiểu nơi đéo ăn được đâu. Nghĩ kéo hát đi cơ. Đi. Đen đấy luôn. Đen kia đi ra ngoài đi. Bắn xá lần nào đấy. Bắn ra ngoài. Mày đen vậy. Ok, ra ngoài đi. Ngoài đi. Cái liền gì anh. Đồng này. Chào mày thua rồi. Đi rồi. Đi. Ôi! Quá nhờ! Ai em! Rồi, một thằng như thế. Đúng là không được đi đâu. Nhưng là không biết có. Thì có mẹ mày thấy đạn đéo bảo anh. Thôi, quên mẹ rồi, chưa sao lại quên mẹ rồi. Đúng là không được đi đâu. Mày thấy đạn trước đi. Ờ, mà team 3 người là phải được cái gô chứ. Không còn biến đi đâu. Hả? Biến đi đâu, chơi đéo vui, biến đi đâu là chắc chắn win mà. Còn em này, anh chậm quẹt. Giết đi. Đâu. Ờ, zombie không dám đâu.
Positivo, campeão. Cái này bốn rồi nè. Vì thế cobertura. Vào đây. 2-1 đúng không? 2-1 rồi đúng không? Ờ, thầy đánh chân chim mình ăn. Coi như là 2-1 cho các bạn. Rồi à. Không có đi tới. Đi. Mẹ. Tên phải lùn. Các bạn thằng lùn là lắm. Kéo được. Thằng nào có đánh tối ngoài vậy? Là chắc cái này, cái đắp khói hoài luôn mẹ đấy nhở, cặp coi cà tê mày ơi, mẹ nó còn lật ra đây lấy bom bính có bom khói vào đây nữa, trời đúng mẹ, cho mày đắp bom gì đâu chồng ơi. Chết ngay. Được hoàng thì trao lực là chỉ lên đường chính thôi. Chỉ thôi. Mày nhìn theo sự thế. Mày đắp khói bẩn quá. Mày không đắp khói các bạn ơi. Thôi đi à. Càng bảo bố càng ném kìa. Ôi. Mày đắp bè gào đây. Thôi, ngoài đây. Mất bè ta cùng lực rồi à. Tình làm ngay. Ta làm tốt được đâu. Giờ mà. Chú mè lông kiệu ấy mà. Trời ơi. Đéo thì thú lông luôn ấy. Thầy em nói là chỉ là từ từ chết thôi. Đi đi. Mạnh nữa. Thích với thằng sớm mốc đi. Trời ơi. Nó thích cái mè. Nói rồi. Mày ra mẹ tao không biết mẹ thú. Tao không biết mẹ thú. Mẹ thú mắn. Bắn mấy thằng trong nhau chứ. Đâu. Vô kìa. Không được, đâm được đâu. Chúng mày qua đây. Kéo nguyên được, định thành kéo đã nổi rồi. Thua mẹ rồi. Đùa anh ơi. Tính lại kéo khác nhờ. Em mẹ sao khó ấy nhờ. Mẹ bắt bao khác con đường em à. Này đi. Mẹ được kéo được khó đấy nhờ. Ê, mày chọn bác này là sai rồi. Ôi mẹ trời ơi. Chọn bác này thì mẹ nó bây giờ thấy mẹ đô hốc rồi. Cái này mà V3 thì tụi con cũng định mẹ 2 tầng hóa. Ôi, 2 tầng hóa. Ờ, 6-1 rồi chứ. Vậy anh nhớ là 6-1 nha. Nhớ là 6-1 nha. Cô bắn là cái gì? Bắn kéo khó nhỉ. Vẫn 6-1 nha. Chưa, vẫn 6-1 nè. Bắn mấy thằng trong châu trước anh. Đứa nào mà thay đạn được đấy, phải đói luôn hiểu không? Phải bảo luôn. Ôi, mê, bắt đi rồi. Ta làm tốt rồi. Đẹp đấy nhở, toàn... Tôi vào đây. Thay đạn đi, thay đạn
nhau quá. Thằng đấy nó phải 11.000 máu mà. Sợ thật. Cái tao đi xong chơi. Nó phải đài à. Tao nhìn con gì rồi. Ai còn kêu anh em vô nữa. Đậu cho tao chết chắc là. Em bao đến bạn ơi. Đến lại sự. Nó ở đây. Kéo được anh em mình phải bắn bắn được con dưới á. Bắn được mày dưới á. Rồi đây mày lấy bom hả? Ôi hay mày quá, cho đánh gì đây? Cho đánh cho, bị cho, bị cho. Bị hai người quá rồi. Phải bắn yếu về, phải bắn chết. Phải giết hết bọn tiến hóa đi cơ. Sau mỗi tôi tiến hóa thôi mà ăn được. Rồi, thấy cái quỷ diệt nào cái là phải vả luôn em ạ. Quỷ diệt nguy hiểm lắm. Vả luôn, vả luôn, vả luôn, vả luôn. Cho giấy thật cho con hết luôn. Vả giấy thật cho con hết. Đi đi. Đi đi đi. Đi đi đi. Chứ 200 kill game. Ôi tao mới lên. Chơi hết nhà mày đứng lại đây bọn mình giống như bọn mình đi công kia để trận nào thế nào nhá. Bắn bắn luôn bắn luôn. Đó rồi. Chết thì đấy. Đi con mẹ nó tăng hình em ạ. Máy à luôn. Thôi thì đã xong rồi. Rồi. Ok rồi thua rồi các bạn ơi. Rồi map khác em ạ. Đây phải có một mà chơi cho bị thêm.